Xin chào các bạn, mình là Phú. Số điện thoại của mình là 0903 651 824. Mấy bạn có thể kết bạn với lại số Zalo đó khi mấy bạn có nhu cầu học về Kanji và học về sách. Thì hôm nay Phú làm cái clip này cũng một tuần rồi. Tại vì Phú ham dạy quá, thành ra là phổi nó hơi bị yếu. Rồi khoảng có một tuần nay Phú không có đăng clip được. Thì bữa nay sức khỏe tạm ổn lại, bắt đầu Phú đăng clip để mà giới thiệu về sách. Thì kênh có thêm khoảng cỡ 100 bạn đăng ký mới. Thì chắc mấy bạn cũng chưa hiểu rõ về phương pháp học này như thế nào, thì để Phú hướng dẫn. Thì Phú hiện tại đang là giáo viên dạy tiếng Nhật, Phú chuyên dạy Kanji cho những trung tâm ở trên Sài Gòn. Có nghĩa là mấy bạn là du học sinh hoặc là tu nghiệp thì sẽ học ở Phú trước, sau đó Phú mới đưa lên trung tâm, và Phú chỉ là giáo viên dạy nha các bạn, chứ Phú không phải là người môi giới, chỉ dạy thôi, rồi sau đó mấy bạn mới lên trung tâm. Đối với những bạn mà đi du học thì chúng ta đi du học, đối với những bạn đi tu nghiệp thì với cái lượng Kanji nhiều á, nó sẽ giúp cho chúng ta thắng thế khi mà chúng ta học ở những cái trung tâm đó. Nếu như tỉ như mấy bạn học mà dở hơn người ta thì khả năng dự bị nó rất là cao. Thì cái bộ Kanji nó như thế này. Cái clip nãy giờ Phú thì Phú đương dạy dạy offline ở trên một cái lớp học ở trên mạng ha. Thì đây là Kanji của bài số 1 nãy giờ Phú dạy cho mấy bạn đó. Thì cái bộ sách này nó như thế này. Trước tiên á là cái bộ sách này nó có 3 quyển. Cái quyển này là để dành học 214 bộ. Còn cái cuốn này á là để dành học Kanji cho 25 bài niên na đầu. Trong đây á, ví dụ như cái cuốn bộ đi, thì cái cuốn bộ này cái lợi thế của nó đôi những cuốn, so với những cuốn bộ khác á, ví dụ như bạn học thông thường các bạn sẽ học cái phần dài này, thì như cái phần dài này chúng ta sẽ không thể nào học được, không thể học một lòng được. Thì Phú mới chế tác nó lại tạo thành nó ngắn hơn. Thì đây chúng ta sẽ học chừng 2 chữ thôi, thì chúng ta chỉ đọc thuộc lòng, dùng đọc nhất một cổ sổ dự tính thì trái cao viết mốc nhị hai đầu không gian người nhân người cái đây này nè, nhập vào bát tám minh quang một trùng băng đá kỹ cái khảm há đâu ra được số bọc. Điểm này chúng ta là học để mà lấy phản xạ về cái ý nghĩa của nó. 214 bộ, nếu chúng ta thấy mỗi một chữ như vậy, một bộ như vậy 2 chữ thì nó chỉ có 428 chữ à, 428 chữ. Từ việc rút ngắn như thế này chúng ta sẽ học thuộc lòng cái 214 bộ này cực kỳ nhanh. Chứ chúng ta không có cần học mấy dụ như 7 mấy 80 bộ đồ này nọ. Số lượng bộ đó quá ít, không thể nào giúp chúng ta học 2000 mấy Kanji được. Rồi sau đó chúng ta sẽ tiến lên cái phần trên đầu này nè. Chúng ta nhìn mặt bộ, chúng ta đọc lại rồi mà lấy phản xạ về mặt bộ. Ví dụ mình đọc nhất một cổ sổ chỉ giống thịt chát can, quyết móc nhị hai đầu không nhân người nhân người. Nhập vào bát tám nguyên quang một trùng ăn đá kia cái khám há đâu cho được số bọc. Thì chúng ta làm một hơi khoảng cỡ 1 phút 30 giây thì nó sẽ hết 214 bộ. Cái học cái bộ này nó chính là bản chữ cái của Kanji. Mấy bạn phải thuộc bộ thì nhìn vô cái chữ Kanji nó không có rối. Còn nếu mà giống như chúng ta không học bộ, cái đặt cái bút xuống viết chúng ta không biết viết cái chữ Kanji đó là cái gì. Cái người mà biết Kanji á thì nhìn vô cái chữ Kanji thì họ sẽ nhìn được, ví dụ như chữ đó có 1 bộ, 2 bộ, 3 bộ. Còn đối với cái người mà không thuộc bộ á, nhìn vô cái chữ Kanji á nó là một nùi. Thành ra là để mà chúng ta học hết Kanji của 50 bài Mina là khoảng 1200 chữ, và cảm thông khoảng 1000 Kanji của N1 nữa, thì cái việc học hết 214 bộ đó là cái bước cực kỳ quan trọng. Và cái việc đầu tiên chúng ta cần phải làm đó chính là học cái này ha. Cái cách học bộ này nó khác, và hiện tại ở Việt Nam thì không có ai dạy bộ theo hướng này ngoại trừ Phú. Tại vì Phú tập trung Phú dạy Kanji cho mấy bạn quá nhiều, thành ra do đó cái phần học bộ này Phú rất là chú tâm vô để mà giúp mấy bạn hiểu được, nắm được cái cấu trúc của cái chữ Kanji thì nó gồm những bộ gì. Thì cái này chúng ta học, chúng ta ôn đi ôn lại. Ví dụ như chúng ta học theo phương pháp thông thường đi, một bộ chúng ta ôn nó quá dài, 214 bộ chúng ta sẽ không thể nào ôn hết, nhưng mà làm cho nó ngắn lại thì chúng ta có thể ôn đi ôn lại. Từ việc ôn đi ôn lại nó có thể làm cho chúng ta nhớ. Tiếp theo quyển Kanji này thì dùng cho 25 bài Mina đầu. Cấu trúc của nó thì nó gồm có hai phần. Phần phía sau này nè mấy bạn là cái phần Kanji đi theo bài. Ví dụ như đây là bài 1 thì nó sẽ ứng với là bài 1 của Mina, tất cả những chữ Kanji này. Còn Kanji phía sau này là Kanji của N2 và N1 Phú thêm vô. Nó không có xuất hiện ở trong Mina, thì thêm vô là mà chúng ta học để chúng ta hết 50 bài thì là hết Kanji luôn. Có nghĩa là Mina 50 bài nó có 1.200-1.300 Kanji. Rồi Kanji trong tiếng Nhật thì nó có khoảng cả 2002, có nghĩa là vẫn còn thiếu 1000. Thì Phú mới lấy 1000 đó chia đều cho 50 bài. Mỗi bài Phú tìm vô từ 25 tới 30 chữ.
chúng ta học hết kanji của mina, chúng ta sẽ học luôn phần kanji này ha. Và cái cách học á, chúng ta cứ đọc thuộc lòng thôi. Chúng ta đọc thuộc lòng ở đây là chúng ta lấy cái phản xạ về âm. Cái phần này chúng ta yêu cầu á, các bạn học vẹt cũng được nữa, cứ đọc lấy phản xạ về âm thôi, không cần phải chuyển. Tại vì chuyển thứ nhất là mất thời gian, bài báo tiếng Nhật nó nhiều kanji quá, mà chúng ta ngồi đó chúng ta chuyển thì không biết chừng nào mà chúng ta mới đọc hết bài báo. Do đó chỉ có cái mỗi một cái là chúng ta phải học thuộc lòng. Và âm ở đây á, thì là Phú đã chuyển rồi, và so giáo trình Sumatome lên tới N1 thì mấy bạn cái gì yên tâm học. Đây là những âm on thông dụng nhất của một cái chữ kanji. Thì chúng ta học hết cái phần âm on này. Còn âm cưng á, thì học theo cấp độ. Mina nó dạy nhiêu âm cưng học nhiêu, lên tới N3 dạy nhiêu học nhiêu, lên tới N1 nó dạy nhiêu học nhiêu, thì lên chạm tới N1. Nhưng mà trong 50 bài thì là âm on chúng ta nắm hết rồi. Còn âm cưng thì chúng ta học theo cấp độ kia, đi từ từ lên thì coi như là cũng hết kanji ha. Và cái điều quan trọng nữa là chúng ta học có cái âm âm Nhật nè. Cái điều mà chúng ta cực kỳ sai lầm đó là học kanji mà chúng ta học âm Hán Việt không. Điều đó là điều cực kỳ sai lầm. Tại vì mấy bạn qua nhà máy Nhật á, mấy bạn thấy một dãy kanji ví dụ như 10 chữ đi, mấy bạn không thể nào đọc âm Hán Việt mà thằng Nhật nó hiểu được. Chúng ta phải đọc cái hàng kanji đó bằng tiếng Nhật. Rồi có thể chúng ta không hiểu nghĩa thì chúng ta hỏi Nhật đó, cái dãy kanji đó nghĩa là gì, thì nó giải thích cho chúng ta nghe. Chứ chúng ta đọc bằng Hán Việt á, nó đâu có hiểu đâu. Đó, thì cái này chúng ta học thuộc lòng. Mình đọc ví dụ nhân diên phương hô gia ca quân cưng tiên sen nè, sinh xê giáo kêu sư xê và cử sinh xê, rồi hỏi ca sát sao viên in ngân diên thành cô giá sang nghiên kinh của kiều đại đai. Đó, thì ở trong cái kênh của Phú nó có hơn 150 cái clip đều hướng dẫn về kanji cả. Mấy bạn có thể tham khảo những cái clip đó để chúng ta biết thêm được chúng ta đang xem cái gì. Và nếu mà hay mấy bạn có thể đăng ký kênh để mà cập nhật được những cái clip dạy kanji mới của Phú. Rồi, thì ví dụ như thì chúng ta thấy học nè, học ra cự sinh c thì chúng ta ráp lại thấy chữ hai chữ kanji này thì chúng ta sẽ biết nó là ga cu c. Tại vì đây là phản xạ và nó đi theo dần, giống như mấy bạn hát bài hát vậy đó. Ví dụ như người theo hương hoa mây mờ răng lối, thì chữ răng thì biết sao với chữ răng nó phải là chữ lối rồi. Rồi làng sương khói phôi phai đưa bước ai xa rồi, thì chữ xa thì nó tiếp theo nó phải là chữ rồi. Thì khi chúng ta học thuộc lòng á thì nó vẫn vậy. Ví dụ như học thì sao nó sẽ là ga cừ, sinh thì nó ra là c đó. Thì cái phần này chúng ta sẽ lấy phản xạ về âm và chúng ta không cần phải chuyển. Tại vì cái việc mà học kanji mà bằng hình thức chuyển âm á, cái đó là cái phương pháp nó đã cổ điển rồi, nó không có còn phù hợp nữa. Chúng ta học hiện tại ngôn ngữ là phản xạ, thành ra nhìn là phải biết nó liền, chứ không có ngồi mà ghi là học là nó ra chữ ga rồi o c rồi nó ra chữ cư rồi này nọ, chữ c nó ra chữ học. Cái đó nói với bạn, mấy bạn nhiều khi ít ít đó thì mấy bạn được, nhưng mà kanji nhiều quá mấy bạn ngồi chuyển thế đó mất thời gian lắm và chúng ta không có ôn được nữa. Đó, thì đây là bài số 1. Ví dụ như là tới đây tới bài số 2. Đây là bài số 2, nó ứng với bài số 2 mina, thì cứ giờ lờ dồn lên giống như vậy thôi. Ví dụ như đây là bài số 7 thì nó sẽ ứng với là bài số 7 mina. Rồi ví dụ như đây là bài số 10 thì nó sẽ ứng kanji của này với bài số 10 mina. Mình học từng bài, sau đó mình cộng dồn kanji lại, hết 50 bài thì là hết kanji. Và ở trong 25 bài mina đầu á thì mấy bạn có biết là bao nhiêu chữ kanji không? Hơn 800 chữ. Nhưng mà giáo viên người ta dạy mấy bạn có 100 chữ, 100 mấy chữ kanji là năm mà. Nhưng mà trong khi đó 800 chữ thì chúng ta phải tìm cách học hết 800 chữ này. Rồi tiếp theo qua N4 là 25 bài mina sau á thì nó có xuất hiện thêm khoảng 400 kanji mới nữa, thì là tổng cộng 50 bài nó ra ngàn hai. Ngàn hai này bạn học hết thì là bạn lấy N2 rồi, thành ra là phải tranh thủ trong cái thời gian mà chúng ta học ở trung tâm, chúng ta phải tận dụng học hết kanji để mà khi mà chúng ta qua Nhật rồi á, chúng ta chỉ cần ôn sơ là chúng ta sẽ thấy lấy được bản N2. Tại vì cái mà mấy bạn sợ nhất đó là kanji thì nên học kanji theo bài và làm bài tập của mina bằng hệ kanji. Có phải trước giờ mấy bạn học, mấy bạn làm bài tập của mina bằng hệ hiragana đúng không? Thì nếu mà bạn làm bài tập của mina bằng hệ hiragana thì cái cuối cùng của mấy bạn nó cũng là hiragana thôi, nó không thể nào là kanji được. Nhưng khi mấy bạn học kanji theo từng bài, học luôn cả âm Hán Việt và âm on của nó, âm cưng chúng ta học theo mina và chúng ta ôn luyện hàng ngày, chúng ta làm bài tập của mina bằng hệ kanji, thì lúc này cái cuối cùng sau 50 bài của mấy bạn nó sẽ là kanji ha. Còn nếu mà chúng ta làm ở hiragana thì chúng ta chỉ có hiragana thôi. Thì đó là cái ưu điểm của cái bộ sách này. Phú thì nói chung là cũng không có điều kiện cho mấy. Hôm bữa trước thì cũng có trung tâm mời Phú lên trên Sài Gòn dạy kanji. Trả lương tháng thì là 10 triệu. Phú cũng ham đi, nhưng mà đi lên trển rồi thứ nhất là ăn uống rồi
chi phí đồ này nọ mỗi tháng Phú nghĩ chắc cũng không có dư bao nhiêu. Trong khi đó Phú thì là thích viết sách rồi nghiên cứu này nọ để mà có thể là giúp ích được cho người này người kia, những cái người mà họ khó khăn khi mà học Kanji. Thành ra thôi Phú quyết định Phú ở lại. Bán sách đó thì nó cũng tương đối, mỗi ngày Phú bán thì cũng được 3-4 bộ, có ngày thì bán 5-7 bộ. Thì cái này là 25 bài mina đầu. Ở phần này có phiên âm nữa bạn, cái phần này không có phiên âm nè, nên chúng ta vận dụng ở phía sau chúng ta thuộc cái phần mà phản xạ về âm đó rồi chúng ta sẽ đi tính lên đây để mà học phản xạ về mặt chữ. Sau đó chúng ta cứ đọc thôi. Nhân Jin Phương Hô Giai Cao Quân Cương Tiên Sen nè, Sinh Xê Giáo Kêu Sư Si Học Cao Cừu Sinh Xê Hội Ca Xã Sao Viên Nhân Nhân Kinh Thành Cô Giá Sang Nghiên Canh Cú Kiều Đại Đai. Đây là cái phản xạ thứ nhất, là chúng ta nhìn canh chúng ta đọc lại. Cái thứ hai là chúng ta sẽ photo cái phần này ra là lách lách cạc, rồi chúng ta cắt ra từng miếng chúng ta đọc. Rồi sau đó chúng ta phải, cái điều bắt buộc khi học bộ sách này đó là chúng ta phải làm bài tập của Mina toàn bộ bằng hệ kanji hết, thì cái cuối cùng chúng ta mới có cả kanji được đó. Thì cái phần này nó cũng y giống như phía sau thôi. Ví dụ đây là phần số 4 ha, bài số 4. Rồi tiếp theo ví dụ như đây là bài số 5 đó, rồi tiếp theo đây là bài số 6 đó, thì cứ dài giống như vậy lên tới bài số 25. Thì hai cuốn này ha. Bộ sách này Phú không có xé lẻ nha các bạn. Lý do là tại vì á, các bạn ưa hỏi muôn cuốn được không? Mấy bạn muôn cuốn mà không có cuốn bộ và không học được nè. Rồi ví dụ như bạn thi N4 đi, mấy bạn không có cái cuốn ấm nhiên này, mấy bạn sẽ không bao giờ học được 25 bài kanji phía sau. Rồi thi N3 sao được? Không lẽ chúng ta dừng lại N5 đó. Thành ra là một bộ lúc nào nó cũng liên thông với nhau. Còn cái cuốn này á, là nó dành cho 25 bài mina sau. Đây là bài 26 nè ha. Đây là bài 27 đó. Thì kanji nó bài 28, nó cứ đi dài dài lên. Thì ở phía sau này nó cũng giống như vậy, nó cũng có phiên âm để chúng ta học thuộc lòng phản xạ về âm, sau đó tiến lên phía trước rồi chúng ta cứ học cộng dồn kanji lên 50 bài thôi đó. Đây là bài số 34 nè đó. Rồi tiếp theo đây là bài số 35 nè đó, nó cứ cộng dồn lên vậy đó. Thì đối với mấy bạn là học theo giáo trình Minna thì chúng ta học bộ kanji này thì đây là một cái lợi thế so với những bộ kanji khác trên thị trường, giống như là 306 hay Look and Learn hay là Chiết Tự rồi, thì những bộ kanji đó nó không đi theo Mina. Thì mấy bạn học, mấy bạn phải gánh hai giáo trình để mà học cực kỳ vất vả, và nó không có phản xạ về âm cho mấy bạn, cũng như mấy bạn sẽ không thể nào làm bài tập của Mina bằng hệ kanji. Chúng ta không biết bắt đầu học từ đâu, học rồi không ứng dụng trong Mina được. Chúng ta học được 5 chữ, gọi là học được 50 chữ, mà trong khi đó lật bài kanji số 1 Mina, lật bài Mina số 1 ra kanji trong đó mấy bạn không biết hết, nó bị ức chế. Rồi tiến tới một cái việc đó là mấy bạn cũng không làm bài tập Mina bằng chữ Kanji được, thì cái cuối cùng mấy bạn nó cũng trút quớt luôn, không có Kanji. Rồi không biết đường ôn, mà không ôn Kanji thì là quên, Kanji mà không ghi á, thì không được. Mấy bạn ứ tình trạng là nhớ mặt chữ thôi, không cần ghi cũng được, học như vậy là nửa vời. Học Kanji là phải ghi nó ra thì chúng ta mới nhớ được. Thì cái bộ sách này ha, ở trên á, app á, thì nó ghi là 1,4 ký, nhưng mà thực sự nó nặng khoảng cái 1,8 ký nè mấy bạn. Và nó được đóng theo bộ như thế này, bạn thấy không? Mỗi một lần Phú in ra thì nó khoảng cỡ 30 bộ. Sau đó Phú bán hết thì bắt đầu Phú mới in tiếp, để Phú có thêm kiến thức gì vô thì Phú thêm. Nó khi mà chúng nhau thì Phú sẽ giao với hình thức như thế này, gói cẩn thận ở phía trong, có giấy có bọc đồ này nọ cẩn thận, có hướng dẫn. Thì căn của nó đó, đối với mấy bạn ở bên Nhật khi mà mình muốn mua á, thì bạn phải nhớ nói với lại người nhận á, là nó là 1,8 ký và chúng ta ghi cái trọng lượng của nó. Đó, một bộ. Đó, hai bộ. Rồi đó. Thì đây là những cái bộ sách Phú chuẩn bị ngày mai Phú gửi cho một số khách. Rồi, còn mấy bạn ví dụ như hiện tại ở miền Nam á, thì đa phần học như kanji như thế này. Thì nếu mà học kanji như thế này mấy bạn thấy nè, kanji nó đâu thể nào nó sơ sài, chỉ là những cái sắp giấy như thế này không có âm. Rồi trong khi đó chữ Nhật ở trên đây thuộc rồi, tại sao lại viết nhiều chữ Nhật quá, không có âm Hán Việt. Học âm Hán Việt không là thất bại rồi, không thể nào qua bển mà chúng ta đọc là thủy diệu Nhật là nó hiểu. Không phải, chúng ta phải biết thủy nó đọc xuôi, chữ diệu đọc là vô, chữ Nhật nó đọc là này chi, gọi là chữ bi đó. Thì chữ này chi là thông dụng, chữ bi thì chúng ta ghi vô thêm thì chúng ta mới đọc là xuôi vô bì đó. Rồi, nếu mà học như thế này nè, chúng ta cũng không ôn được, làm sao chúng ta ôn được? Kai in, thì chưa vô bì, kai vô bì, suy vô bì, một cư vô bì, nó đâu có đi theo vần và không có âm luôn nữa. Thì học như thế này bảo đảm cái cuối cùng mấy bạn sẽ không thể nào có kanji được, tại vì á, cái như thế này là không ôn được nè. Đó, không có âm Hán Việt và âm on nè, rồi không ôn được nè.
rồi không làm bài tập của Mina bằng hệ Kanji được nè đó, rồi làm sao mà học. Thì cái cuối cùng mấy bạn học theo phương pháp này nó chỉ là mất thời gian thôi chứ nó không có kết quả được. Cái này là của học sinh Phú đem ở trên trung tâm về cho Phú coi, nó nói học như thế này học không được anh ơi đó, thì Phú mới đem về. Rồi ngày xưa khi Phú đi Nhật á thì Phú học theo cái cuốn này, nhưng mà cuốn này học cũng không được, cái này chỉ để tham khảo thôi các bạn. Bạn học những như thế này là thất bại. Học kanji theo hình giống như lúc mình lơ thì là cũng không đi theo Mina, rồi bài tập của Mina cũng không làm bài kanji được thì nó cũng thất bại luôn đó. Này là chỉ để tham khảo thôi. Còn cái cuốn đây là những cái giáo trình mà Phú đã soạn ra trước đây nên Phú áp dụng như Phú dạy các đề học sinh thì không có chất lượng các bạn. Ví dụ như kanji đây là kanji tổng hợp theo cấp độ N, nhiều cuốn này là của N, N2 thì mấy bạn thấy học như thế này cũng không được, không ứng dụng vô được, cứ đọc đọc như thế này thôi không ổn. Rồi cuốn Long Tượng Bao Nhật Công này cũng vậy, đây là kanji được sắp theo bộ thì nó cũng được có hai phần nè, các bạn thấy không, Phú điều phiên âm nó ra, âm Hán Việt và môn thông dụng của nó, sau đó cũng cho học trò học. Nhưng mà mấy bạn đi theo bộ nè, theo nhân học hết hết nhân ha, rồi sau đó cái bắt đầu tới ví dụ như ngôn, cái học hết ngôn ha, thì mấy bạn học như thế này nó có khác gì là học như thế này đâu, học trong cái cuốn này đâu, cuốn này cũng là theo bộ nè. Rồi sao ứng dụng bên trong Mina, rồi sao ghi kanji ra, rồi sao đâu có làm bài tập Mina bằng hệ kanji đâu đó đó. Rồi chúng ta học mà chúng ta không ứng dụng như một cái giáo trình nào được cả thì nó thất bại. Đây là kanji học theo bộ, cuốn này nó tựa tựa giống như cuốn 360 vậy đó, các bạn học nhưng mà nó không có chất lượng. Các bạn học Mina các bạn lật ra có chữ biết có chữ không, một bài kanji không bao giờ các bạn biết trọn vẹn được hết trơn kanji trong đó là chữ gì. Rồi làm sao chúng ta làm bài tập của Mina bằng hệ kanji được. Rồi còn đây là cái cuốn Long Tượng Bao Nhật Công này Phú soạn để dạy N3. Thì cái phần này á Phú thấy hồi xưa Phú dạy lên tới N3 thì đây là những chữ nó xuất hiện trong giáo trình của Sumatome Phú soạn ra, nhưng mà rốt cuộc rồi á thì nó cũng không có cần thiết mấy bạn, tại vì ở khi các bạn học hết kanji của 50 bài nó ra 1.200 mấy rồi, thêm cái phần kanji vô nữa thì cái phần kanji này nó đều xuất hiện cả. Và trong đây nó có nhiều kanji nữa là N0 trên cấp độ của N1 đó, thì chúng ta nên học ở cấp độ 50 bài nên chúng ta nên học trước, rồi sau đó lên tới cấp độ này chúng ta chỉ việc ôn nữa thôi chứ chúng ta không học. Thì hồi xưa thì Phú dạy theo những cái này kết quả thì nó không có chất lượng, thành ra là buộc phải quay về để mà ngay từ thời điểm ban đầu là phải dạy kanji trước đó. Thì đó là những cái mà Phú muốn chia sẻ đối với những bạn mà vừa đăng ký mới bộ sách. Nói về bộ sách thì bộ sách nó có 3 quyển ha, là như thế này nè, rồi sau đó đóng lại thôi. 3 quyển nó nặng 1,8 kg, nhưng mà trong app thì Phú ghi là 1,4 kg, tại vì hồi xưa giờ là ghi 1,4 kg, do thêm vô lần lần mà trọng lượng nó tăng lên, rồi trong khi đó giá 1,4 kg với 1,6 kg, 1,8 kg thì nó cũng không có thay đổi, thành ra là thôi cũng để đại không có sao cả. Nhưng mà đối với bạn bên Nhật thì các bạn phải chú ý nó nặng tới 1,8 kg lần, thành ra các bạn chú ý cái phần đó. Rồi gửi á, ví dụ như các bạn mua thì mấy bạn có thể cho Phú xin địa chỉ, tên người nhận, số điện thoại. Phú gửi nó mất khoảng cỡ tầm 3 tới 4 ngày, miền Trung, miền Nam hay là miền Bắc thì tất cả đều là khoảng cỡ 4 ngày là sẽ nhận được. Nhận được thì là mới thanh toán, Phú không có nhận chuyển khoản. Tại vì chuyển khoản ví dụ như nó trễ ngày, bạn nhắn tin nhiều quá Phú cũng không có thời gian trả lời lại. Thôi thì cứ chừng nào nhận được sách thì là thanh toán thôi. Rồi giá của bộ sách á, thì nó là 380.000, rẻ nhất trong 4 đầu sách học kanji hiện tại. Ví dụ như là 360 đi thì nó là 540 nè, chiếc tự kanji nó là 440 nè, lúc mình lơ 6 quyển nó cũng là 440 nè. Còn bộ sách của Phú thì nó là 380, kanji thì nó vẫn đủ 1.200 2.136 chữ và đi theo 50 bài Mina. Mình nhận được thì mới thanh toán. Đó, tiền ship 380, 380.000 là trong đó nó bao gồm tiền ship rồi nhé bạn. Nó không phát sinh thêm vấn đề gì nữa, có nghĩa là tiền ship Phú sẽ chịu, nhận được thì mình thanh toán đúng số tiền 380 đó thôi. Và có một cái nữa là vì kanji nó là khó, thành ra trong quá trình mấy bạn học có vấn đề gì không hiểu mấy bạn cứ thể hỏi bất cứ lúc nào cũng được để mà Phú hướng dẫn để mà chúng ta học có chất lượng tốt. Còn riêng đối những bộ sách khác á thì đa phần hình như mình mua xong rồi mình gì mình tự học, học không được thì thôi mình mất tiền. Thì đối với Phú đây là tâm huyết của Phú, thì Phú mong ví dụ như bạn học có gì không hiểu mấy bạn cứ hỏi, sau khi có sách thì lúc đó Phú sẽ hướng dẫn cho bạn để chúng ta có thể học xa hơn trên con đường học kanji này.
Khi mà chúng ta có gì không hiểu, có người hướng dẫn thì chúng ta vẫn dễ học hơn hơn là cái việc mà chúng ta không biết rồi chúng ta cũng không biết hỏi ai luôn, thì nó không không ổn ha. Rồi, clip Phú xin kết thúc ở đây. Phú cảm ơn mấy bạn nhiều lắm. Phú xin phép.